học tiếng Anh đang trở thành một xu thế đặc biệt với các bạn học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến trên Internet đang xuất hiện nhiều ở nước ta. Dự án khởi nghiệp eJoy Learning, một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến đã ra đời hơn 3 năm qua và thu hút nhiều bạn trẻ ở trong và ngoài nước tham gia học tập. Chúng tôi chính thức ra mắt thị trường được hơn 1 năm và hiện tại chúng tôi đang có khoảng hơn 500.000 người dùng trên toàn thế giới và có 30% là người dùng ở nước ngoài. Rất nhiều người dùng Việt Nam họ đến với sản phẩm của chúng tôi và họ cũng rất là ngạc nhiên vì đây là một sản phẩm của người Việt. Và vì thật sự chúng tôi cũng tự hào để chia sẻ rằng là sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm hiện nay duy nhất mà có thể hỗ trợ người học học được cả trên Netflix là một cái nền tảng về học tiếng Anh qua phim, hay là học ở trên YouTube như mọi người đều biết. Và lên trên đấy mọi người có thể học được bằng song ngữ, có thể xem các cái video phụ đề song ngữ, hoặc là có thể luyện tập, luyện nghe với chính cái bộ phim Netflix đấy, sau đó có thể lưu từ vựng về và học từ vựng với chính cái ngữ cảnh mà mọi người đã học ở trong phim. Thì nhờ cái việc học và tương tác với cả nội dung nó hấp dẫn như thế mà có rất nhiều người học trên toàn thế giới ưa thích cái công cụ của chúng tôi. Và hiện tại là hàng tuần là chúng tôi có khoảng 200.000 người dùng vẫn liên tục học ở trên hệ thống của chúng tôi. eJoy là ứng dụng đa nền tảng với mục tiêu giúp việc học tiếng Anh trở nên thú vị hơn, học mà chơi, chơi mà học. Với những ưu thế nổi trội như tiện ích mở rộng đầu tiên cung cấp dịch thuật phụ, tra cứu từ điển trên YouTube, Netflix, Amazon Prime và các nền tảng học tập video khác. Trò chơi học từ vựng dựa trên khoa học, công nghệ nhận dạng giọng nói trong thực hành nói và các trò chơi tương tác, đồng bộ hóa trên các thiết bị. Chúng tôi nghĩ là thứ nhất là cái điểm đổi mới đấy chính là chúng tôi áp dụng công nghệ vào trong việc học. Và chúng tôi cái sự phát triển của công nghệ nó giúp cho các cái thiết bị hiện công nghệ hiện đại nó đến được với rất là nhiều người dùng trên toàn thế giới, cho nên là cái sản phẩm của chúng tôi nó mới đến được với nhiều người như vậy. Và thứ hai là cũng là trong lĩnh vực công nghệ thôi, nhưng mà người ta phát triển những cái công cụ phần mềm mở và những nhà phát triển đi sau họ có thể sử dụng tận dụng những cái mã nguồn mở như vậy thì sẽ tiết kiệm được thời gian cho họ rất là nhiều. Và thứ ba tôi nghĩ đấy là cái xu thế của thời đại bây giờ, mọi người luôn muốn là thay đổi cái cách nhìn vào những bài toán đã cũ. Tại sao tôi lại nói vậy? Vì cái bài toán học tiếng Anh là một bài toán mà được nói đến ở thị trường Việt Nam rất là nhiều và rất là nhiều người có nhu cầu học tiếng Anh. Thì tôi cho rằng đấy là một bài toán đã cũ. Nhưng mà nếu như nhìn theo những cái cách nhìn cũ, đấy là học theo giáo trình hoặc là học theo có một người khác giảng cho mình thì sẽ không khiến cho mình nghĩ ra được những cái cách thức khác. Đấy chính là học bằng chính những nội dung mà mình yêu thích. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà liên tục đổi mới sáng tạo như thế sẽ mang lại cho người dùng có rất là nhiều cái cách học tiếng Anh khác nhau. Và họ có thể kết hợp giữa việc là học với giáo viên, sau đó họ lại tự học bằng các cái công cụ, công nghệ, và họ cũng có thể kết hợp cả học giáo trình và học với công nghệ để cho họ đỡ nhàm chán. eJoy đang là một dự án khởi nghiệp khá thành công với cách làm sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ 4.0. Kho dữ liệu của eJoy luôn liên tục được cập nhật theo yêu cầu của học viên. Hiện nay, dự án khởi nghiệp này đã thu hút được hơn 600.000 học viên tham gia. Họ đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Hiện tại là eJoy là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến với 5 sản phẩm. Tại app và website thì eJoy sẽ có tất cả các tính năng giúp cho tất cả người học tiếng Anh có thể tự học được và có thể tự rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và hơn thế nữa thì các bạn học eJoy thì có thể là dùng các tính năng eJoy để học các kiến thức để mình phát triển bản thân và phát triển cái chuyên môn của mình nữa. Như vậy là mình không chỉ phát triển tiếng Anh mà mình có thể song song với đó là mình có thể là phát triển thêm những kiến thức chuyên môn, những phát triển trên bản thân, phát triển bản thân mình. Sau khi đó thì mình sẽ dùng tiếng Anh là công cụ để phát triển. Sự đổi mới sáng tạo trong việc học tiếng Anh đã giúp dự án khởi nghiệp eJoy đang có được những thành công bước đầu. Với tâm huyết và mong muốn xây dựng một ứng dụng học tập với sứ mệnh mang đến nhiều hơn nữa các sản phẩm công nghệ giáo dục với phương châm học là một hành trình chứa đầy niềm vui và bất ngờ. Cái định hướng của chúng tôi đấy là chúng tôi vẫn phải tiếp tục cải tiến sản phẩm. Vì chúng tôi vẫn còn rất là nhiều điều muốn làm với cái sản phẩm đấy để giúp cho người học học càng ngày càng thuận tiện và dễ sử dụng hơn. Và đồng thời như thế nó cũng sẽ làm tăng cái hiệu quả sử dụng sản phẩm của chúng tôi lên. Sau đó là chúng tôi tập trung vào hệ thống marketing and sale và để phân tích và để hỗ trợ khách hàng kịp thời, cũng như là tìm kiếm những khách hàng mà họ đang thật sự cần cái sản phẩm giống như của chúng tôi. Và sau đấy là chúng tôi sẽ phát triển cái hệ thống học đa ngôn ngữ.
tôi sẽ không chỉ dừng lại ở học tiếng Anh. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ không chỉ biết tiếng Anh mà các bạn còn biết cả tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là đấy là cái xu thế của giới trẻ bây giờ, tất cả chúng ta đều có thể nói được đa ngôn ngữ và chúng ta có thể tiếp cận được với rất là nhiều nền văn hóa khác nhau.